Vâng, Đá Phong Thủy LNG xin chào mọi người nha. Thì ở cái video này thì em muốn chia sẻ đến quý vị những người mà chúng ta yêu thích sapphire và đam mê sapphire, những cái viên đá với cái độ cứng cao cũng như là độ bền tốt ha, và những viên đá phong thủy tràn đầy năng lượng này. Thì trên thế giới này nó có rất là nhiều loại đá, và có những loại đá nó giống với sapphire hẳn luôn ha, giống hoàn toàn luôn. Thì ở cái video này, ngoài chia sẻ cho chúng ta cách phân biệt về sapphire để chúng ta không mua lầm và chọn sai nhé, thì đối với những cái bạn mà dạng như là chúng ta mua dùng, và cũng như là những cái bạn mà chúng ta kinh doanh ha, khi mà chúng ta nhập lại, chúng ta không am hiểu, không có kiến thức về đá sâu rộng, thì chúng ta sẽ trả giá bằng cái uy tín của chúng ta ha, là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là có một số bạn gửi những cái thắc mắc của mình hỏi bên LNG, bên Zalo á, hỏi bên LNG đá này có phải sapphire không, hay là đá kia có phải sapphire hay không. Thì sẵn trên cái video này thì em chia sẻ luôn, và kèm theo đó là cuối video sẽ có tặng quà ha. Thì mời các bạn xem qua và tìm hiểu cùng LNG ha. Thì như các bạn thấy đây, thì trước mắt chúng ta có những cái rất là nhiều, để này qua bên, có rất là nhiều đá ha, có rất là nhiều đá. Và như quý vị thấy thì cái này nữa, cho anh cái đèn cái thùng. Vâng, thì như quý vị thấy đây, những cái viên đá nó không, cái đèn soi, những cái viên đá nó màu xanh hero và có gân trắng như thế này. Đây, những viên đá màu xanh hero và có gân trắng, thì nó khá là giống với sapphire ha. Như quý vị thấy thì những cái viên sapphire của chúng ta nè, đấy, nó cũng màu xanh và có những cái đường gân trắng ha. Đấy, khi mà em soi gần vô các bạn có thể thấy giống y chang ha. Đây, và một viên này thì nó có cũng nền xanh và gân trắng đây, đúng không ạ? Thì đây là sapphire sapphire lục yên các bạn nhé. Đây là viên sapphire lục yên, các bạn có thể thấy là nó màu xanh gân trắng, hoặc là nó xanh đậm như vậy, xanh đậm như vậy và gân trắng nhẹ ha. Đó, hoặc là một viên nó màu xanh mát, xanh tươi như thế này, cũng có ít gân trắng đồ này nọ ha. Nhưng mà tổng quan thì khi chúng ta lên nhẫn, thì nó lên nhẫn bạch kim thì nó sẽ xanh lè xanh lét luôn. Đó, thì có những cái dòng đá bán quý thôi, chỉ có những cái dòng đá bán quý thôi, nó rất là giống với sapphire và giống hoàn toàn về những cái cấu trúc hay này nọ kia luôn, nó chỉ khác mỗi cái độ cứng. Thì làm sao mà để các bạn có thể phân biệt được giữa cái đá đó và đá sapphire? Tại vì độ cứng hai cái loại đá mà nó giống sapphire á, cái độ cứng của nó rất là thấp. Và chúng ta xài á, thì như bên LNG á, được biết thì nếu chúng ta làm mặt dây chuyền thì độ bền của nó khá ok. Nhưng nếu như chúng ta làm mặt nhẫn, mặt lắc, thì chỉ trong vòng nội, trong vòng chừng 3 tháng rưỡi thôi, viên đá của chúng ta sẽ bị chày, ít hay nhiều sẽ bị chày liền và ngay ha. Thì có một số bạn là dạng như là chúng ta mới chập chững kinh doanh, thì đôi khi chúng ta chỉ nghe bên phần nguồn ha, thì đôi khi chúng ta chỉ nghe bên phần nguồn đó là sapphire, và khi chúng ta bán đến lúc viên đá bị chày, khách hàng nghi ngờ là keo hoặc là hàng giả, thì lúc đó mệt cho chúng ta ha. Thì ở đây như các bạn thấy đây, những cái viên đá này nó cũng xanh nha, xanh và có gân trắng, đúng không ạ? Đây, xanh và có gân trắng đấy. Thì các bạn mới biết về đá thì chắc hẳn là các bạn chưa biết cái viên đá này là viên đá gì đâu. Đấy, xanh và có gân trắng, y chang hàng sapphire lục yên ha, hoặc là sapphire Đắk Nông, giống hoàn toàn luôn. Đó, giống hoàn toàn luôn ha, cũng ăn đèn, cũng xanh đồ này nọ các kiểu, con đà điểu đây đấy, cấu trúc y chang ông nội sapphire lục yên ha. Thì trước mắt chúng ta đây là loại lapis ha, loại đá gọi có tên gọi là lapis,
thì cái dòng đá này nó rất là dễ nhận dạng rồi ha. Dòng đá này không nói đến, mình đang nói đến là cái dòng đá bên này đây. Thì như dòng đá này nó là lapis, các bạn sẽ thấy nó có những cái bông màu trắng, màu trắng và màu xám, hoặc là những cái bông màu đen đó, như trên video chúng ta thấy đây ha. Nó thiếu đèn đó nha Hùng nha. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó có những cái bông màu trắng, màu xám, màu đen. Thì cái loại đá này độ cứng của nó chỉ có 5 đến 5.5 gì đấy ha. Độ cứng rất là thấp. Và bên này nó là một cái dòng Soralite ha. Soralite rất là giống với Sapphire. Và sau khi được mài hộp thì quý vị thấy có thể thấy là khá là đẹp ha. Khá là đẹp. Đèn nó hết pin rồi. Đây. Đấy, hàng màu xanh lam cũng có luôn quý vị ạ. Và nó có những cái đường rạn phèn, các quý vị thấy nó rất là giống với Sapphire. Và cái lầm chết khi chúng ta mua cái này, tại vì cái hàng này độ cứng của nó cũng chỉ 5.5 thôi ha. Nó không có cứng lắm. Nên thành ra là nó không phải là nếu như mà chúng ta mua nó với cái giá của Sapphire thì là một sự sai lầm rất là lớn. Bởi vì trên độ bền và năng lượng nó hoàn toàn khác hẳn với Sapphire. Và đây nữa ạ. Thì quý vị thấy đây là dòng Sodalite đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ cho quý vị xem qua cái hàng Sapphire. Và đây là hàng Sapphire chuẩn nè. Đó, hàng Sapphire. Đây cũng là Sapphire chuẩn nè. Đó. Quý vị cũng thấy không? Nó cũng có đốm trắng nè. Đèn hết pin rồi. Đó, trắng và xanh ha. Được cắt ra có đốm trắng và xanh. Và đây nữa ạ. Và để gửi đến các bạn mà đã hỏi mình về cách mà phân biệt giữa cái cách mà hỏi mình về những cái viên này có phải Sapphire không, hay là những cái viên kia hay có phải là Sapphire không, thì để chút nữa mình sẽ ấy cho các bạn, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha. Và bây giờ mình sẽ lấy một khối của Sapphire ha, và một khối của hàng Sodalite. Thì quý vị thấy như hai khối này thì hàng này nó bự hơn rất là nhiều ha, và nó hình chữ nhật luôn, còn cái này tam giác ha. Và mình sẽ cân. Thì cái này nó là 10 CT nè, quý vị thấy nhá, 10 CT nhá. Và cái này 12 CT, mặc dù là khối của nó hơn thằng này rất là nhiều ha. Điều đó chứng tỏ là cái ở giữa cái tỷ trọng. Ví dụ như giờ em lấy hai con nè. Con này dày hơn nè, bự hơn nè ha. Con này là 10 CT, đúng không? 10,25 CT. Nhưng con này ở 6.90 CT là quý vị thấy là tuy là chất đá đồ các kiểu đồ nó rất là giống nhau, nhưng mà một bên là Sapphire thiên nhiên, một bên là Sapphire chuẩn, thì tỷ trọng và độ cứng nó cao hơn so với cái thằng Sodalite này ha. Một thằng là tam giác như thế này, một thằng là tam giác dày như vậy nè. Đó, quý vị thấy không? Đó. Thì tỷ trọng của thằng Sapphire cao hơn thằng Sodalite, và độ cứng của Sapphire nó là 9. Độ cứng của Sapphire là 9, độ cứng của Sodalite nó chỉ 5.5 mà thôi. Và bây giờ em sẽ dùng cây bút này để mà đo cái độ cứng. Thì các bạn mua bút ở trên YouTube hay là trên mạng, thì những cái những nơi đó người ta không có hướng dẫn nhiều nên các bạn không có am hiểu. Trên thực tế á, nếu như mà các bạn đã nhặt được một cái viên đá quý như là Sapphire hoặc Ruby, các bạn không cần phải lăn tăn đến cái vấn đề về cái vạch trên này. Tại vì các bạn kêu là cái gì bao nhiêu độ đó thì bật 5 nấc rồi, bao nhiêu độ C thì bật 5 nấc, rồi bao nhiêu độ C bật 4 nấc. Vâng, thì cái vấn đề đó là nó tùy vào cái môi trường và khí hậu. Thì như quý vị thấy nè, sau khi khởi động lên hai đèn đúng không ạ? Đây là một cái cây bút đo đá, đo độ cứng của đá.
thì như quý vị thấy đây, thì ví dụ như đây đó, ví dụ như nó đang ở chỗ các bạn đi, như ở khí hậu thành phố hiện tại bây giờ nó đang rất là mát ha, em đang trên sân thượng tầng 5 là mát rượi luôn. Thì như là cái nhà mình thấy là đây là nó đang là 3 độ 2 độ đúng không, nhưng mà sau khi để cái khói thuốc vô là nó giảm nè đó, bởi vì nó có cái ảnh hưởng của nhiệt ha, gió đang thổi mát quá nên nó không xuống nè đó, nó có sự ảnh hưởng của nhiệt đó, giảm mất tiêu liền thấy không. Thì ở đó quý các bạn chỉnh hẳn mắt độ luôn, đây cái bút nè, ở đó quý các bạn chỉnh hẳn nè, không cần phải lên một nắp, hai nắp, ba nắp chi cho nó cực, các bạn chỉnh không độ, không đèn luôn, chích một cái là nó lên full cây liền. Bên này mình đã hiệu chuẩn và chỉnh cái độ chuẩn của bút nó rất là lì, nên các bạn đừng có lắc dày chi cho nó mệt, để thêm một hai nắp chi cho nó mệt. Là sao phê lên mát cây ha, còn là tô ba thì khi mà các bạn chỉnh xuống như vậy thì nó lên nằm đâu đây nè. Và các bạn lưu ý rằng đá quý nó có gồm có 4 loại kim cương, ruby, sapphire và emerald, thì trong 4 thằng đó chỉ có emerald là độ cứng nó từ 8 đến 8.5, còn ruby, sapphire là 9 chuẩn, kim cương 10 chuẩn. Nên khi mà các bạn nhặt được một viên đá, các bạn để bút bên này, các bạn để không độ, các bạn chích một cái là nó cũng lên mát cây ha, chứ các bạn không cần thiết phải là chọt cái đầu bút vô để ở 4 nắc 5 nắc rồi các bạn để đầu bút vô bạn lắc tới lắc lui ha. Đó thì đó là sapphire ha. Còn bên này sodalite thì các bạn thấy là chích vô nó không lên ít lắm đó, lên độ cứng như vậy đó, rồi sao các bạn dùng ha. Và các bạn nếu mà kinh doanh, các bạn không có kiến thức thì các bạn mua lầm, mua lộn rồi, hay là các bạn hạ cứ theo người ta dắt mũi thì các bạn chết ngay nhá. Đấy, một bên thì nó quá là ok, còn một bên thì chỉ lên nhẹ nhẹ thôi nhá. Thì các bạn nhặt bất kỳ viên đá nào, đây em sẽ lấy cái dòng tinh thể của ruby, đây là một cái viên ruby lục yên ha, một cái viên ruby cụi lục yên, đây là một viên sapphire lục yên chuẩn nè đó, đá quý là các bạn đụng vô là vậy đó. Đó, đá quý thì không cần phải đè mạnh, chỉ cần 90 độ so với mặt tiếp xúc nè, đặt mũi bút 90 độ so với mặt tiếp xúc để nhẹ vô một cái là full cây ha. Nè, còn đây là sapphire tinh thể sapphire Đắk Nông ha. Đấy, đây là tinh thể sapphire Đắk Nông nè. Đấy, và đôi khi là các bạn không hề biết là những cái viên đá mà các bạn đang đeo có hình dạng của những cái viên sapphire như thế này, nhưng mà nó là hàng sapphire hay là hàng gì quên đây, hay là hàng sodalite ha. Và ở cái dạng sapphire phân xét thì có hàng giống sapphire phân xét, đó là hàng kyanite, với cấu trúc vân đồ này nọ nó rất là giống với kyanite, rất là giống với sapphire, đó là dòng đá kyanite đó các bạn nhìn nhé. Thì các bạn ơi, vấn đề chọn đá là của các bạn, cái vấn đề cái nhu cầu sử dụng đá cũng là của các bạn. Và lựa chọn tốt, một lựa chọn sai lầm hay một lựa chọn tốt là nó phụ thuộc vào cái kiến thức của các bạn. Các bạn cần nên nhớ rằng chúng ta muốn đặt niềm tin thì chúng ta hãy chọn những cái thương hiệu uy tín ha. Cái vấn đề ở trên này là em muốn chia sẻ kiến thức cũng như là muốn cho các bạn biết, vì bởi vì những gian thương thường là người ta sẽ vì lợi nhuận, người ta sẽ có những cái gọi là không được hay ho trong cái ngành đá ha. Và đó là cái vấn nạn hiện tại, bởi vì nhu cầu của các bạn là cần những cái viên sapphire xanh như thế này mà với cái giá rất là thấp thì sẽ dễ bị dính những cái con hàng sodalite như thế này nha. Rồi thì bây giờ đây là phần quà. Đây là phần quà gồm một viên một cục ruby phi ha. Ruby phi hàng cộng sinh với lại tụt đen, rồi đó, cộng sinh với tụt đen.
thì đây là một cái rất là đỏ, rất là đẹp. Đó, rất là đỏ nha quý vị nha. Do đèn nó hết pin rồi, mà câm mà cát rồi. Đó. Thì đây là phần quà của cái video này. Một món ha. Và đây là tinh thể thạch anh nè ha. Về chúng ta để lên đế gỗ rất là đẹp. Tinh thể thạch anh to nhỏ bé gì đó nguyên một chùm ha. Rất là đẹp, còn nguyên chóp nguyên cạnh luôn ha. Và đây là một miếng gỗ hóa thạch. Như các bạn có thể thấy là da gỗ vẫn còn nè ha. Đấy, da gỗ vẫn còn. Và cấu trúc bên này nó đang dần chuyển dần hóa thạch ha. Ở đây là cái giai đoạn đầu của nó nè. Thì nó sẽ màu đen như thế này và nó giống như thủy tinh. Và giai đoạn tiếp theo là nó ở dạng thịt. Và giai đoạn cuối cùng là nó sẽ chuyển ngọc ha. Là nó đổ sang mã não ha. Đó. Thì đây là những cái món quà bằng đá thiên nhiên cho các bạn sưu tầm nha. Thì đây là nó cộng sinh đen, ruby phi với lại nền đen và nền xanh. Còn con này thì nó cộng sinh với lại nền tuột malin đen mà thôi. Rồi đó, phần quà của video này là bốn món này. Cho bạn nào có cái bình luận với 30 lượt like nhé, 30 lượt thích nhé, thì mình sẽ trao tay cho người đó bốn cái phần quà này ha. Và ai và các bạn ơi, để mà được hỗ trợ được 30 like cho cái bình luận của mình, các bạn có thể chia sẻ trên Facebook hoặc là Zalo để bạn bè của mình có thể ủng hộ cho mình ha. Và bạn nào có ba bình luận 30 like sớm nhất thì mình sẽ gửi liền và luôn cái phần quà này trong Tết nhé. Tại vì cuối Tết rồi, gần cuối năm, gần Tết rồi, nên thành ra bên vận chuyển họ cũng gấp rút lắm. Rồi thì chào cả nhà của chúng ta nha. Đừng quên like và chia sẻ cho cái video của bên LNG để mình có thể chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức về đá cũng như là về phong thủy hay là chế tác nhé.